Tiếp theo chúng ta đi vào mẫu số 4, câu phức tương đương. Là khi hai mệnh đề được giải thích, nó truyền tải ý giống nhau. Mục đích sử dụng là cho phép ta dùng bất cứ ý nào cũng có thể nói đến một ý khác. Để đưa họ vào trạng thái thôi miên hay gieo một ám thị. Nghĩa là chúng ta mặc định cho cái sự đồng ý đã xảy ra rồi. Ví dụ cho cái mẫu này là nó có nghĩa là 3 chấm. Ví dụ bạn thấy này, bạn thấy một người nào đang bối rối, thấy họ đang bối rối, thì bạn hãy hỏi câu này. Nếu bạn đang bối rối thì thật là tốt, vì nó có nghĩa là bạn sắp đột phá, hay bạn sắp học được một điều gì đó mới mẻ. Thì bạn cộng cái vế đằng sau đó.